Nhật Bản có tỷ lệ tử vong vì ung thư rất thấp, ba món họ ít ăn, chúng ta lại ăn thật nhiều. Người Nhật ăn ít cơm trắng. Nhật Bản là quốc gia tiêu thụ cơm trắng như chúng ta. Tuy nhiên họ không ăn cơm để no mà chỉ ăn trong giới hạn. Mỗi bữa của người Nhật đều thường. Nhật Bản, người Nhật Bản ít ăn cơm á các bạn? Nó có chút gì đó vô lý không ạ? Thực sự thì mình không phải là một người làm khoa học và mình không biết báo này báo dựa trên cái cuộc khảo sát nào mà báo bảo là người Nhật người ta ít ăn cơm. Dựa vào cái kinh nghiệm sinh sống của mình ở Nhật, mà mình nói thật là cũng chả cần phải dựa vào cái gì hết. Các bạn cứ nhìn thẳng vào nền ẩm thực của người Nhật ấy, thì các bạn sẽ biết đó là người Nhật người ta không hề ít ăn cơm. Dẫn chứng luôn, sushi là nước nào sáng tạo ra hả? Người Nhật ít ăn sushi, nghe nó có hợp lý không? Vậy thì trong sushi nó có gì hả? Có cơm. Cái thứ hai, với những bạn nào mà hay xem manga, anime hoặc là những cái phim của Nhật ấy, hoặc những bạn nào là người Việt Nam đang làm việc ở những khách sạn ở Nhật ấy, thì cũng biết đó là buổi sáng là người Nhật người ta sẽ ăn cơm. Buổi trưa ấy thì người Nhật người ta ăn khá là đơn giản, người ta ăn nhẹ thôi để chuẩn bị vào làm thôi. Bánh mì này, sandwich này, cơm nắm này, cơm hộp này, cơm cuộn này, cơm cà rê này. Người Nhật người ta ít ăn cơm. Và sau một ngày làm việc mệt mỏi và ăn quá nhiều cơm như vậy rồi thì buổi tối người Nhật người ta vẫn ăn cơm các bạn ạ. Bởi vì ít ăn cơm như vậy thế nên là người Nhật người ta sáng tạo ra rất là nhiều món có cơm cho chắc là người nước ngoài ăn. Ví dụ như là món gyudon chẳng hạn đấy. Cơm bên dưới và thịt bò bên trên, người ta gọi là gyudon đấy. The butadon đấy, thịt lợn bên trên đấy. Rồi thoridon đấy, thịt gà bên trên. Xong món cơm lươn. Trời. Và bởi vì là người Nhật người ta ít ăn cơm thế nên là buổi sáng khi mà thức dậy, người vợ người ta sẽ chuẩn bị cơm hộp cho chồng và cho con. Cơm. Ít ăn đồ chế biến sẵn. Trong khi ở nhiều quốc gia châu Á có sở thích tiêu thụ các loại thịt chế biến sẵn như cá muối, súp. Cơm nắm, bánh mì, sandwich, rồi tất tần tật những cái thứ mà bán ở siêu thị như kiểu cơm hộp, rồi những cái đồ ăn hộp các thứ ấy. Thì không biết nó có phải là đồ ăn làm sẵn không nhỉ? Xong rồi McDonald's này, Burger King này, Lotteria rồi KFC chắc là bán cho người nước ngoài chứ không phải bán cho người Nhật ha. Người Nhật ít ăn lắm nhưng mà những cái chuỗi cửa hàng đấy ở Nhật thì phát triển vô cùng, phát triển hơn ở Việt Nam các bạn ạ. 3. Người Nhật ít ăn đồ nhiều đường. Ở Nhật Bản thì đồ ngọt thường chỉ xuất hiện vào dịp lễ hoặc sự kiện. Cái cuối cùng, mình không biết là người Nhật có thích ngọt không nhưng mà nói thật sự với các bạn luôn ấy. Tiệm bánh ngọt, tiệm ăn ngọt, tiệm uống cà phê có bánh ngọt, tiệm ăn những cái đồ ngọt tráng miệng ấy, nhắm mắt thôi các bạn còn tìm được nha. Thật là cảm giác.